Để bắt đầu khóa học thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị một số những dụng cụ cần thiết để làm mứt. Trước hết thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin tận dụng tất cả những dụng cụ đã sẵn có trong căn bếp của mình. Ví dụ chúng ta có thể dùng bếp ga, bếp điện, bếp từ, bếp dầu cũng được, bếp than cũng được. Ngoài ra chúng ta dùng hoàn toàn những cái dụng cụ như là nồi, niêu, xoong, chảo, rổ, dao, thớt. Nhưng mà để làm mứt thì các bạn cũng cần một số những cái dụng cụ nó chuyên biệt một chút thì món mứt của chúng ta sẽ dễ thành công hơn và sẽ ngon hơn, đẹp hơn. Tôi lấy ví dụ như là chảo chẳng hạn, thì các bạn hãy chuẩn bị cho tôi một cái chảo nó đế dày một chút và nó có chống dính tốt, và có thể dùng cái miệng nó rộng một chút và nó sâu một chút, thì khi chúng ta đảo mứt thì nó hạn chế bị bắn ra ngoài và nó không, mứt nó không bị dễ bị bén. Đấy là về phần chảo, thì các bạn nhớ là chuẩn bị cho tôi một cái chảo chống dính. Thứ hai là chúng ta có thể dùng những đôi đũa nấu như thế này. Nó dài thì khi các bạn dùng để đảo mứt ấy, nó sẽ đỡ bị nóng tay hơn, thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình chế biến. Ngoài ra các bạn có thể dùng phới silicone đối với một số những món mứt mềm, hoặc là thìa gỗ, thì để cho nó không bị xước chảo của các bạn. Đấy là những cái dụng cụ để chúng ta chế biến mứt. Bên cạnh chảo, gỗ và thìa thì các bạn có thể dùng dao. Dao thì gia đình các bạn có sẵn dao rồi, cứ chọn dao sắc là được. Chúng ta cần một cái dụng cụ nạo vỏ và dụng cụ để thái sợi đối với một số món mứt cần thái sợi, hoặc là cái dao răng cưa như thế này để chúng ta cắt những cái miếng mứt cho nó đẹp hơn về mặt thẩm mỹ. Còn nếu chúng ta không có dao răng cưa thì chúng ta dùng dao bình thường trong bếp cũng được. Rồi chúng ta sẽ cần thêm cái muôi thủng này để chúng ta vớt nguyên liệu khi chúng ta trần, hoặc là cái dây lọc như thế này để chúng ta lọc một số nguyên liệu ở trong quá trình làm mứt. Tôi cũng nói thêm là đối với các cái món mứt cổ truyền của Việt Nam thì chúng ta sẽ dùng rất là nhiều đến hai loại nguyên liệu quan trọng, đó là phèn chua và nước vôi trong. Thì phèn chua các bạn có thể mua ở các hàng khô ngoài chợ, nó sẽ có rất là nhiều loại, có loại hạt nó to như là đường phèn ấy, nhưng mà đây là phèn chua chứ không phải đường phèn. Có loại người ta đã nghiền nhỏ sẵn như thế này, thì tùy các bạn gặp loại nào các bạn mua cũng được, miễn là phèn chua chứ không phải đường phèn. Thứ hai là vôi, để chúng ta có thể làm nước vôi trong thì vôi các bạn mua nên mua ở những cái hàng người ta bán đồ ăn trầu, trầu cau của các cụ ấy. Thì cái vôi này người ta đã tôi rồi, gọi là vôi chín rồi đấy. Chúng ta không dùng cái loại vôi sống mà người ta dùng để làm nhà đâu nhé, chúng ta dùng loại vôi tôi dầu để ăn trầu ấy. Thì hai cái loại nguyên liệu này là hai cái loại nguyên liệu rất là quan trọng đối với rất nhiều món mứt trong khóa học này, thì các bạn cố gắng tìm mua. Đến từng món mứt tỷ lệ như thế nào và cách dùng ra sao thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Chúng ta cũng cần đến một số những cái ống vani như thế này để tạo mùi thơm cho mứt. Nhưng mà cái này nó không bắt buộc, bởi vì nếu các bạn không tìm được vani thì chúng ta có thể bỏ qua cái vani cũng được. Còn nếu chúng ta có thể mua được vani thì chúng ta sẽ dùng vani cho rất nhiều món mứt trong khóa học của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu một số những nguyên liệu cơ bản để làm mứt. Để làm các món mứt Tết theo kiểu truyền thống của Việt Nam thì chúng ta có thể dùng được rất là nhiều loại nguyên liệu có sẵn trong căn bếp của chúng ta, và chúng ta rất là dễ dàng mua được những nguyên liệu này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái món mứt mà các bạn hoàn toàn có thể mua được tại chợ của mình. Các bạn có thể hoàn toàn tự tin khi mà các bạn tìm thấy những cái loại hoa quả xung quanh mình, và những cái loại hoa quả đấy hoàn toàn có thể dùng để được làm mứt. Và những cái món mứt cổ truyền của Việt Nam mình ấy thì nó đều được làm từ những cái hoa quả rất là thân thuộc. Ví dụ như là xoài này, đu đủ này, cà rốt này, gừng này, cam này, cà chua này, dứa này, thậm chí khoai lang này. Đấy, tất cả những cái thứ các bạn có thể mua được. Sau khóa học này các bạn sẽ biết cách biến nó thành mứt. Ở đây thì tôi sẽ không giới thiệu chi tiết mỗi loại hoa quả là bao nhiêu đến từng món mứt. Tôi sẽ có giới thiệu về định lượng cụ thể. Nhưng các bạn hãy cứ tự tin rằng các bạn muốn ăn loại mứt gì, ra chợ mua loại rau củ quả đấy. Với cái cách làm được hướng dẫn, các bạn sẽ có thể làm mứt cho dịp Tết cho gia đình của mình được. Tự tin lên các bạn nhé.